không thể tin được, thật không thể tin nổi. Đến chính ép đây còn không thể tin được là bây giờ phím cơ nó lại ra cái những cái thể loại nó rẻ đến như vậy. Nó rất là rẻ nhưng mà chất lượng của nó thì lại cực kỳ không rẻ chút nào. Vậy hôm nay mình sẽ cùng đi mở hộp cho các bạn một con bàn phím mới về bên Boss Gear, và phải nói cái mức giá rất là ok, chỉ dưới có 400.000 đồng thôi mà mình đã có một con bàn phím cơ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp chiếc bàn phím này nhá. Rồi, như các bạn thấy thì cái hộp bên ngoài của nó hoàn toàn không có gì, chỉ là một cái hộp bìa cắt tông mà không có gì nhiều ở trên. Đó, và quan trọng là chiếc bàn phím thôi. Đấy, mình sẽ bỏ chiếc hộp sang một bên. Và đây, đây chính là chiếc bàn phím siêu rẻ của bên mình. Thì chiếc bàn phím này đây là thể loại bàn phím TKL, tức là không có phím số bên phải, không có cụm phím numpad bên này, mà nó chỉ có cụm từ các phím điều hướng là qua phía bên trái thôi. Rồi, như các bạn đã thấy là phiên bản ở trên bàn mình đây là phiên bản màu hồng. Thì các bạn thấy là phiên bản màu hồng nhìn rất là nổi bật đúng không? Ngoài ra thì nó còn có phiên bản màu đen và màu trắng nữa. Thì mình sẽ đi review phiên bản màu đen cho các bạn coi nhé. Và đây chính là phiên bản màu đen. Thì như các bạn thấy cái phiên bản màu đen thì nó sẽ toàn bộ là màu đen hết. Nhưng riêng những cái ký tự trên bàn phím thì sẽ được khắc ra dê màu trắng, thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Các cái bàn phím của nó mặc dù là không có LED nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đây, các ký tự của nó khá là rõ ràng. Và cái điều đặc biệt khi mình mở hộp cái bàn phím này ra thì các cái ký tự của nó in khá là đẹp, với cái phông chữ tiêu chuẩn theo của quốc tế, nhìn nó không hề có cái kiểu tàu khựa, nhìn rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không, rất là rõ ràng. Các cái chữ O, chữ P, chữ Q có thể là do một phần nó không có làm double shot xuyên LED mà chỉ là khắc laser thôi, cho nên là nó sẽ làm cái ký tự khá là đẹp. Nó vẫn có hỗ trợ các cái bàn phím nhanh của nút FN Multimedia, như là nút vào computer mở trình duyệt âm nhạc, hay là bàn máy tính, hay là nét bài vân vân, tắt bật tắt âm lượng, có cả khóa phím nữa. Cái F12 đây thì sẽ là có khóa phím luôn. Đấy. Và đặc biệt hơn là các bạn có thể thấy cái chất lượng bui của nó rất là chắc chắn. Tất cả cái mặt trên này sẽ là bằng kim loại, một tấm kim loại rất là dày, và nó còn được vát cạnh CNC nữa. Đây, đó, nhìn rất là đẹp. Khi mà các bạn đưa qua, nhìn sơ qua thì nó sẽ tỏa sáng lên xung quanh viền. Có một cái mà mình thấy cũng khá là hay, đó là cái thiết kế của em này nhìn rất là gọn gàng và nó không hề có các cái chi tiết thừa. Ở đây chúng ta sẽ có bên phải thì sẽ là hai cái đèn báo, một cái đèn báo của nút cap lock nếu mà mình bật cap lock lên, và một đèn báo là của nút win lock, tức là mình khóa nút win á. Ấn FN với nút Windows này sẽ là khóa nút win, không có sử dụng nút win nữa, để tránh trường hợp mình bấm nhầm khi mà chơi game. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái bề mặt kim loại này được sơn tĩnh điện thì nó sẽ không bị chống giật cũng như là chống bị chống rỉ. Rồi, về mặt sau của chiếc bàn phím này thì chúng ta sẽ thấy một cái mặt sau rất là bóng. Đấy, bóng loáng luôn, nó có thể phản chiếu được cả mặt mình luôn, làm gương còn được nữa. Đó, nó rất là bóng, bóng nhảy luôn á. Đấy, và ở giữa này chúng ta sẽ có cái đề can dán logo của tên hãng thôi, và đồng thời sẽ có 6 vít cao su. Và cái này có một cái điểm yếu, đó là sẽ không có cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím cho phù hợp. Tuy nhiên thì cái độ cao làm sẵn của phím này thì đã rất là ok rồi. Đây, thì khi mà cái độ cao làm như vậy thì mình để là rất vừa tay rồi, không cần phải để hơn. Một cái hay nữa của con bàn phím này đó chính là cái keycap. Thì cái keycap tuy là được làm bằng keycap ABS thôi, không phải double shot, tức là nó sẽ không có xuyên LED cho các bạn nhìn thấy LED, mà nó chỉ có khắc laser các ký tự ở phía trên. Nhưng ở phía bên thân của nó sẽ được làm khá là bóng, còn phía trên này thì nó sẽ được, phía mặt trên này sẽ được làm nhám, còn xung quanh sẽ được làm bóng. Đó, khi các bạn lắp vào, nếu mà các bạn để dưới ánh sáng thì nó sẽ đánh bóng sáng lên, nhìn khá là đẹp, nhìn giống như là keycap của mình nó đang bóng 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 lên. Nhưng mà thực ra thì không phải do đèn LED của keycap, mà là do ánh sáng từ bên ngoài phản vào. Đây, để mình có thể cho các bạn coi. Đấy, đó, ở phía dưới nó sẽ được làm một cái lớp nhựa bóng, nhìn khá là đẹp. Cái kiểu keycap này thì giống với kiểu keycap của các cái con Boss Gear Duck Play bên mình đấy. Rồi, về keycap của bàn phím thì chúng ta sẽ có keycap bằng nhựa thôi, chứ không phải là bọc dù. Tất nhiên rồi, với cái giá tiền này thì chỉ thế thế thôi, không thể đòi hỏi gì hơn. Tuy nhiên thì cái nhựa này mình thấy nó làm rất là chắc chắn này, rất là dày. Đó, có cả đầu chống nhiễu luôn. Và đặc biệt hơn là cái đầu USB này nó sẽ được mạ vàng như các bạn, mạ vàng luôn đấy, rất là ngon ăn, hơn rất là nhiều các loại bàn phím cơ giá rẻ khác.
Và chiếc bàn phím này thì sử dụng đó là Blue Switch của thằng hãng này chế tạo luôn. Và Blue Switch này theo mình có cảm nhận gõ thì nó sẽ nhẹ và nó sẽ có tiếng không to quá nhưng mà nghe rất là vừa tai. Có cảm giác dần dần gần gần giống như là của Cherry Switch vậy. Nếu như bạn nào là có Cherry thôi thì sẽ biết. Đó, nó là Blue Switch nên cũng sẽ giúp tiếp cận được nhiều người chơi hơn. Tại vì những người chơi phím cơ lúc đầu thì thường là sẽ sử dụng Blue Switch để có cảm giác bấm nghe sướng hơn và cũng như là cái tiếng của nó nghe cũng khá là đã tai. Ngoài ra em bàn phím Flux này nó còn có một cái thiết kế form keycap khá là chuẩn, cho nên là các bạn có thể yên tâm mình chơi keycap thoải mái. Những cái form như thế này mình chơi keycap rất là sướng nhé. Đặc biệt là những cái bàn phím không led thì không cần thiết thì có thể chơi được rất là nhiều loại keycap mà không bị lóa. Đó, nó là những cái keycap tự làm thủ công rất là đẹp. Mà con này đang sử dụng thì là Blue Switch thôi, tại không có phiên bản nào khác nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha. Thì về cái độ bui của con này thì cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, là một tấm kim loại rất là dày. Khi mình bẻ dùng hết lực và nó vẫn không có cảm giác bị ọp ẹp như những cái bàn phím bằng nhựa hay là những cái bàn phím giá rẻ tiền khác, rất là chắc chắn. Nếu mà các bạn muốn biết được nó chắc như thế nào thì có thể các bạn tới tận shop mình thử là biết. Chứ còn nói thì các bạn có lẽ bạn không tin được đâu. Nhưng với cái giá tiền này mà đã có một cái bàn phím quá ngon. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái chuyên sâu hơn một chút, đó là cái về cái cảm giác gõ cũng như là cái tiếng gõ của con này khi mình test gõ văn bản nha. Bây giờ mình sẽ gõ thử một đoạn văn bản và mình đã để mic tới gần chiếc bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ gõ thử một đoạn cho các bạn nghe cái tiếng gõ của con này. Thì con này đang sử dụng là Blue Switch cho nên là cái tiếng của nó sẽ có tiếng clicky. Tuy nhiên thì tiếng của nó khá là nhẹ nhàng và êm tai. Đó, bây giờ mình sẽ thử gõ. Đó, các bạn có thể thấy là ở các cái nút dài này thì nó sẽ hơi lỏng lẻo một chút, chỉ một chút thôi, tại vì nó cũng là thuộc dạng bàn phím giá rẻ mà không phải là thuộc dạng cao cấp, thì mình không thể đòi hỏi nó phải cứng cáp hay là chắc chắn như những con bàn phím thuộc dạng cao cấp như Philco hay là Leopold, nhưng mà như vậy là đã là quá tốt rồi. Và cái cảm giác bấm của con này thì khá là nhẹ và cũng như là cái tiếng phát ra rất là êm tai, mặc dù mình vẫn có thể nghe được cái rõ tiếng clicky của nó. Đó, khi các bạn bấm thì vẫn có tiếng clicky rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì tiếng của nó không phải là thuộc dạng tiếng đanh như là của mấy con Otemu hay là của mấy con như Razer. Rồi, và vì cái con này đang sử dụng là bộ keycap là mid profile, tức là nó sẽ hơi ngắn một chút, cho nên là nó sẽ cho cái cảm giác khi mình bấm thì cái hành trình của nó hình như là ngắn hơn. Mình bấm cái cảm giác nó mình lướt trên bàn phím nhanh hơn là những cái bàn phím cơ bình thường khác. Ok, đó là mình đã vừa test xong cho các bạn cái phần hiệu năng cũng như là cái phần tiếng gõ của em này. Thì ngoài ra thì em này như ngoài bản màu đen và bản màu hồng lúc đầu mà mình đã cho các bạn cùng coi, thì chúng ta vẫn còn cái bản nữa, đó là bản màu trắng với cái nền màu bạc như thế này. Đây, phải nói là cực kỳ đẹp. Mình vẫn rất thích cái màu trắng nền bạc như thế này. Với cái màu trắng như thế này các bạn có thể nhìn thấy rõ được các cái keycap, các cái ký tự cũng như là cái nền bạc của nó sẽ làm nổi bật. Nếu như mình chơi keycap đi thì chỉ cần một bộ rainbow thôi là bỏ vào tuyệt vời rồi. Nó là cực kỳ nổi bật luôn đấy. Màu trắng thì nó sẽ hoàn toàn là trắng tinh khôi hết từ đầu đến cuối. Đấy. Và màu hồng thì nó sẽ là pha trộn giữa màu hồng và cái nền màu bạc. Đấy. Đó, đằng sau này chỉ có mỗi cái logo là màu đen thôi, còn đâu là tất cả cái bàn phím này màu trắng, nhìn quá là đẹp. Bàn phím màu đen thì full màu đen luôn, rất là chất chơi. Đó. Và các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này chỉ với giá hơn 300 ngàn thôi, quá rẻ luôn á. Mình phải nói là chưa thấy bao giờ có cái bàn phím nào rẻ mà ngon như thế này, rất tuyệt vời. Nếu mà các bạn bỏ ra với giá tiền chỉ có chắc khoảng tầm 10 bữa ăn sáng thôi là các bạn có thể mua được chiếc bàn phím này rồi, và để trải nghiệm một chiếc bàn phím cơ nó sẽ như thế nào. Và đồng thời là mình có thể, hoặc là mình có thể mua bàn phím này về mình làm sơ cua, mình lắp keycap lên chân cũng khá là đẹp. Đó. Mà nó cũng rất là gọn gàng, thiết kế cũng khá là tinh xảo, chắc chắn mang đi rất là tiện. Đấy. Các bạn nghĩ sao? Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like cho mình nhé. Thì số lượng của con bàn phím này về cũng khá là có hạn thôi,
Cho nên là các bạn hãy nhanh tay đặt hàng nhé, mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe giúp mình đấy. Bye bye.